Dạ vâng, em Tuấn Hưởng Audio xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của em Tuấn Hưởng Audio. Và video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lên sóng cũng như là giới thiệu cho các bác một cặp loa Thiê có model là PCS. Và cũng như là rất nhiều các bác cũng đang muốn sở hữu cho mình một dòng loa Bookshelf với thiết kế là nhỏ gọn, các bác có thể bày trong những phòng khách tại chung cư hay là phòng ngủ, phòng làm việc. Thì ngày hôm nay thì cửa hàng bên em lên sóng cho các bác một đôi loa Thiê model là PCS với đôi loa được thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn các bác nhé. Đường tiếng của đôi loa thì rất là hay luôn ạ. Loa sử dụng một bát 18 cm các bác nhé và một trung độ một chép đôm ạ. Và sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của đôi loa để cho các bác cùng đón xem và trải nghiệm mức độ đẹp của đôi loa. Với thiết kế là hai đường tiếng trên một thùng loa các bác nhé, sử dụng một bát 18 cm này, bát 18 cm các bác nhé, gân cao su. Đấy. Cái đường gân cao su mềm này thì giúp cho cái đường tiếng rất là hay các bác nhé, cái đường tiếng cực kỳ là sáng tiếng, các bác có thể chơi đa loại nhạc các bác nhé. Và bên trên là sử dụng với là một tép đôm các bác nhé, cái tép đôm này thì là giúp cho cái đường tiếng nó đánh rất là tơi các bác nhá, rất là bông tiếng, cực kỳ là hay luôn ạ. Đấy. Và thiết kế với là một kim lỗ thông hơi ở đằng trước nên là các bác có thể là kê loa sát tường các bác nhá. Các bác không cần phải kê cách 15-20 cm đâu ạ. Các bác có thể kê sát ở tường các bác nhá. Đấy. Đây và bên dưới là cũng có in một dòng chữ của đôi loa Thiê. Đấy. Và với đôi loa Thiê này thì có giá xuất xưởng là 3.000 đô các bác nhé, có giá xuất xưởng là 3.000 đô, rất là đắt. Nhưng mà ngay tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lên sóng cho các bác đôi loa Thiê này thì có giá chỉ có hơn 30 triệu đồng một chút thôi các bác nhé. Thùng là sử dụng với là thùng gỗ óc chó các bác nhé, gỗ óc chó đấy, vuông thành sát cạnh. Mặt trước thì màu đen, bên sau cái mặt thì là thùng màu vàng các bác nhé. Các bác bày trong những không gian phòng khách, phòng ngủ hay là chung cư nhỏ hẹp thì cực kỳ là đẹp các bác nhé. Thùng quách thì là đẹp xuất sắc rồi ạ. Và đây cũng như là cầu zin của đôi loa các bác nhé. Các bác có thể cắm cổng bắp chuối ra chân bắp chuối, hoặc các bác có thể là xoáy cái cầu này ra, các bác có thể cắm mỏ chim được các bác nhé. Rất là tiện lợi luôn ạ. Thùng quách thì là đẹp xuất sắc rồi, không một vết bể lở gì các bác nhá. Và đến phần báo giá của đôi loa là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang bán cho các bác với cái giá là 32 triệu đồng các bác nhá. Và cái trong mức giá này cửa hàng bên em cũng bao ship cho các bác rồi đấy ạ. Các bác nào cũng đang xem kênh của em Tuấn Hưởng mà chưa ấn nút đăng ký thì vui lòng cho em Tuấn Hưởng xin một nút đăng ký cũng như là một lượt like để bên em có thể là ra những video hay là sản phẩm mới nhất để phục vụ cho các bác. Và video clip ngày hôm nay cửa hàng bên em Tuấn Hưởng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.